Kinh văn A Nan. Tuy trước đây ông đã ngộ được bản giác sáng suốt nhiệm màu, tánh giác ấy chẳng phải nhân duyên, chẳng phải tự nhiên, nhưng ông vẫn chưa rõ được cội nguồn của tánh giác ấy, vốn chẳng phải hòa hợp và cũng chẳng phải không hòa hợp mà sinh. Giảng. Đoạn kinh văn này Đức Phật nói ra là để phá trừ ý niệm hòa hợp và không hòa hợp. A Nan vẫn còn nghi ngờ về điều này, nên Đức Phật giảng rõ giáo lý này lại một lần nữa. Đức Phật một lần nữa nói rõ tánh thấy chỉ là như vậy. Trước tiên, Đức Phật quở trách A Nan. A Nan, tuy trước đây ông đã ngộ được bản giác sáng suốt nhiệm màu, tánh ấy chẳng phải nhân duyên, chẳng phải tự nhiên. A Nan, ông đã hiểu giáo lý này từ khi Như Lai giảng lần trước đây rồi. Tánh giác ngộ sáng suốt nhiệm màu không thuộc về nhân duyên, không thuộc về tự nhiên. Nhưng ông vẫn chưa rõ được. Đức Phật quở trách A Nan. Ông vẫn chưa hiểu được rằng cội nguồn của tánh giác ấy vốn chẳng phải hòa hợp và cũng chẳng phải không hòa hợp mà sinh. Nó cũng không phát xuất từ chẳng hòa hợp. Hòa hợp đây có nghĩa là sự kết hợp của vô minh và nghiệp thức. Quý vị có thể nghĩ rằng nó phát sinh từ sự kết hợp ấy hoặc là từ chẳng hòa hợp. Nhưng cả hai ý niệm ấy đều không đúng. Ngoại đạo chủ trương thuyết tự nhiên được gọi là thần ngã. Họ xem cái ngã là thần ngã. Quan niệm của họ là như thế này. Bên ngoài phạm trù của tướng phần, tức là của A-lại gia thức, có một phạm trù thấy, và đó chính là cái mà họ cho là thần ngã. Thần ngã ấy chuyển thành sự nhận thức và hiểu biết theo chủ trương của thần ngã ngoại đạo. Còn nhóm ngoại đạo chủ trương thuyết nhân duyên, chấp vào luận điểm trên, cho rằng không có phạm trù thấy nào vượt qua tướng phần, nên họ cho rằng không có ngã, chỉ có tướng phần, tức là vật bị thấy, tức phạm trù của cảnh vật được nhận biết. Cũng còn có những người chủ trương thuyết hòa hợp. Họ cho rằng khi sinh vô minh và nghiệp thức kết hợp với nhau thì liền có sinh diệt. Tướng là đối tượng của sinh diệt, và tánh chẳng phải là đối tượng sinh diệt, không giống và chẳng dính dáng gì đến những thứ khác. Thế nên họ cho là không hòa hợp. Đây là bốn quan niệm do ngoại đạo chủ trương, chứ không phải do Đức Phật dạy. Thế nên bây giờ Đức Phật ngại rằng A Nan sẽ bị nhầm lẫn giáo lý này, nên giảng giải thêm một lần nữa. Đức Phật biết A Nan vẫn còn nghi ngờ. Cũng giống như khi có cái sai thì cái đúng vẫn không tách rời với cái sai, và khi có cái đúng thì cái sai vẫn còn đó, nó chẳng hề thiếu sót. Cũng như bàn tay, có lòng bàn tay và lưng bàn tay. Mặc dù lòng bàn tay và lưng bàn tay là hai, nhưng cả hai đều là một. Khi cần làm việc gì thì quý vị phải xoay cả bàn tay lại. Cũng như tướng là đối tượng của sinh diệt, và tánh chẳng phải là đối tượng sinh diệt, nhưng tánh tướng là một. Cũng như phiền não và bồ đề, sinh tử và niết bàn, tất cả đều có cùng một đạo lý. Những ai đã học Phật pháp chắc chắn phải nên tham cứu kỹ kinh Thủ Lăng Nghiêm và phải thông đạt nghĩa lý kinh này.
Kinh Thủ Lăng Nghiêm khiến phát sinh đại trí huệ. Nếu quý vị muốn có chánh tri, chánh kiến và khai mở đại trí huệ thì dứt khoát phải thông đạt Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Tác dụng của Kinh Thủ Lăng Nghiêm là phá tà hiển chánh. Kinh phá trừ sạch mọi loài thiên ma ngoại đạo, cùng khai thị năng lực chánh tri, chánh kiến vốn có trong mọi chúng sinh. Nhưng vào thời kỳ Phật Pháp sắp hoại diệt thì Kinh Thủ Lăng Nghiêm sẽ bị tiêu hủy trước hết. Thế nên, nếu chúng ta muốn hộ trì chánh pháp thì chúng ta nên tham cứu Kinh Thủ Lăng Nghiêm để được thông đạt và thấm nhập Kinh Thủ Lăng Nghiêm và hộ trì Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Khi đến thời kỳ Phật Pháp sắp hoại diệt thì yêu ma quỷ quái hiện hành ở thế gian này cùng với những người có tà tri tà kiến. Chúng rất thông thạo pháp thế gian, nó có rất nhiều năng lực biện tài và rất thông minh lanh lợi. Nó dùng lý lẽ để thuyết phục mọi người rằng Kinh Thủ Lăng Nghiêm là giả mạo, ngụy tạo và bảo mọi người đừng tin kinh này. Vì sao nói Kinh Thủ Lăng Nghiêm là giả mạo? Vì Kinh Thủ Lăng Nghiêm nói rõ về những sai lầm của chúng. Vì kinh nói về những tà tri, tà kiến của chúng. Nếu Kinh Thủ Lăng Nghiêm còn lưu hành ở thế gian thì sẽ không có ai tin vào tà tri, tà kiến. Nếu Kinh Thủ Lăng Nghiêm không còn được lưu hành nữa thì những tà tri, tà kiến này của chúng tiếp tục làm mê hoặc con người. Thế nên họ cho rằng Kinh Thủ Lăng Nghiêm là ngụy tạo. Điều này là hiện tướng của ma dương. Những ai đã tu học Phật Pháp đặc biệt phải chú ý điểm này. Hãy hết sức thận trọng, đừng để mình bị tà tri tà kiến của ma dương kia xoay chuyển. Đừng để cho ma dương thay đổi tư tưởng và quan niệm của quý vị. Có quý vị nào có ý kiến gì muốn hỏi không? Hỏi: Kinh Lăng Già so sánh với Kinh Thủ Lăng Nghiêm như thế nào? Đáp: Yếu chỉ Kinh Lăng Già là nói về giáo lý Thiền Tông, khác với Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma đã dùng Kinh Lăng Già như là nền tảng khi Ngài truyền bá Thiền Tông ở Trung Hoa. Kinh Thủ Lăng Nghiêm biểu tượng cho trí huệ chân chính của toàn bộ giáo lý Phật giáo. Hỏi: Có thể các vị Bồ Tát thị hiện với thân tướng của một đạo sư ngoại đạo không? Đáp: Tất cả các pháp đều là Phật Pháp, không có điều gì chẳng có thể xảy ra cả. Chỉ cần đừng chấp trước. Nếu quý vị chấp trước thì chẳng phải là Phật Pháp. Nếu quý vị không chấp trước thì đó chính là Phật Pháp. Nếu quý vị chấp trước thì đó là pháp ma. Hỏi: Các bản dịch Kinh Thủ Lăng Nghiêm khác đã được ấn hành, cơ bản có được chính xác không? Nếu không, xin sư phụ cho biết những người đọc tiếng Anh như chúng con nên đọc bản kinh nào? Đáp: Bây giờ chúng ta đang trong tiến trình dịch Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Với những bản dịch mà quý vị đề cập thì có bản đúng ở phần này, có bản thiếu chính xác phần kia, và có bản hoàn toàn không tương ứng với ý chỉ cơ bản của kinh. Chẳng hạn, có dịch giả nói rằng Ngài Tây Phương không thích chú Thủ Lăng Nghiêm nên họ không nghiên cứu phần chú. Đó thật là hoàn toàn sai lầm, nên họ đã bỏ phần chú trong bản dịch của họ. Nhưng nếu không có phần thần chú Thủ Lăng Nghiêm trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm thì cơ bản là chẳng có lý do gì để nói Kinh Thủ Lăng Nghiêm cả. Quan trọng của Kinh Thủ Lăng Nghiêm là chỉ để tán thán chú Thủ Lăng Nghiêm. Nếu có dịch giả nào theo ý mình mà bỏ phần chú Thủ Lăng Nghiêm, điều ấy
hoàn toàn ngược lại với mục đích của Đức Phật khi nói kinh Thủ Lăng Nghiêm. Hỏi: Còn có nghe nói về kinh Pháp Hoa rằng Đức Phật thuyết tất cả các kinh trong tất cả các thời khác đều là giảng bày giáo lý phương tiện, và giáo lý được giảng dạy đó chỉ để khiến mọi người tin nhận kinh Pháp Hoa, rằng vào giai đoạn mạt pháp mọi kinh khác sẽ không còn hiệu lực, chỉ kinh Pháp Hoa là thực sự còn năng lực ấy mà thôi. Đáp: Không sai, mọi kinh khác đều được nói từ yếu chỉ của kinh Pháp Hoa, nhưng kinh Pháp Hoa là để khiến cho mọi chúng sinh đều được thành Phật. Kinh Thủ Lăng Nghiêm là để khai mở trí huệ. Kinh Pháp Hoa là để nhận ra Phật tánh. Kinh Thủ Lăng Nghiêm là để phá trừ tà tri tà kiến. Cũng có thể nói rằng nhờ có kinh Pháp Hoa mà kinh Thủ Lăng Nghiêm mới phá trừ được tà tri tà kiến của thiên ma ngoại đạo, có nghĩa là khiến chúng sinh tu tập diệu pháp Liên Hoa Kinh. Chúng sinh nghiên cứu kinh Pháp Hoa và hành trì pháp môn đã được giảng giải trong kinh là để nhận ra Phật tánh. Tuy nhiên, về lâu dài, khi Phật Pháp sắp vào thời kỳ hoại diệt, không phải kinh Pháp Hoa còn lưu truyền trên thế gian, mà là kinh A-di-đà. Vào thời kỳ cuối, khi Phật Pháp hoại diệt, chỉ còn kinh A-di-đà còn lưu truyền trên thế gian. Và sau khi kinh A-di-đà lưu truyền trên thế gian chừng 100 năm nữa, thì kinh A-di-đà cũng biến mất. Chỉ còn lại một câu, đó là 6 chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật vẫn còn lưu truyền. Ha ha ha, 问什么的说呵。